xin giới thiệu với anh em, hôm nay lưới đánh cá đấu đồ câu xin giới thiệu với anh em đây là giỏ câu bộ đội. Giỏ câu bộ đội này chất liệu của nó là sợi lưới lưới gen, lưới không mẫu, rất là thích đựng cá rô hay đựng cá chép hay là đựng những giỏ câu đi câu đài, rất là thích, rất là nhiều phục vụ anh em tận tình luôn. Cái miệng của rộng của nó khoảng tầm 30, chiều cao của nó khoảng tầm 70-70. Ngoài ra còn rất nhiều các loại túi giỏ đựng đồ câu. Đây, túi như này thì nó như thế này. Ngoài ra còn túi đồ câu đây. Đây nó chính là cái giỏ này, giỏ ba khoang. Đấy. Còn đây nữa. Đây là những đơn hàng đóng đi cho khách thôi, được rồi. Đây những đơn hàng đóng đi cho khách này. Các bác nhé, đơn hàng đóng đi cho khách. Đây cái túi sách của túi của nó như thế này. Rất là đẹp. Và giá thành nó rất là hợp lý. Phục vụ bà con cô bác tận tình luôn. Màu sắc rất là đẹp.